Bác sĩ mách bạn, 9 loại quả tế bào ung thư rất sợ, ai cũng nên biết để sống khỏe mạnh mỗi ngày. Thưa quý cô bác thân mến, ung thư là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe con người. Nhưng nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc bổ sung các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và chất chống oxy hóa vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư. Trong số đó, các loại quả có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ được xem là khắc tinh của các tế bào ung thư nhờ vào khả năng ngăn chặn quá trình tổn thương DNA và tiêu diệt các gốc tự do. Dưới đây là 9 loại quả được xem là nỗi sợ hãi của tế bào ung thư mà ai cũng nên biết để duy trì một cuộc sống khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Thứ nhất, quả lê. Quả lê không chỉ là một loại trái cây thanh mát giàu dinh dưỡng, mà còn có những lợi ích to lớn trong việc ngăn ngừa tiêu diệt tế bào ung thư. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng lê có chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ như vitamin C, quercetin và các polyphenol khác giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của gốc tự do, nguyên nhân chính gây ra quá trình oxy hóa tế bào, từ đó dẫn đến sự phát triển của ung thư. Một trong những yếu tố quan trọng trong việc ngăn ngừa ung thư là khả năng loại bỏ các gốc tự do. Trong khi các gốc tự do không được kiểm soát, chúng có thể làm tổn thương DNA, gây ra sự đột biến và phát triển của các tế bào ung thư. Vitamin C trong quả lê đóng vai trò như một chất chống oxy hóa, giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Đồng thời, vitamin C còn kích thích hệ miễn dịch hoạt động mạnh mẽ hơn, giúp cho cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, bao gồm cả sự phát triển của các tế bào ung thư. Ngoài ra, lê cũng chứa quercetin, một flavonoid nổi tiếng với đặc tính chống viêm và chống ung thư. Quercetin đã được chứng minh có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, làm giảm sự hình thành mạch máu mới trong các khối u, từ đó làm chậm quá trình phát triển của ung thư. Các nghiên cứu cũng cho thấy quercetin có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của nhiều loại ung thư như ung thư phổi, ung thư dạ dày và ung thư vú. Không chỉ có tác dụng ngăn ngừa, quả lê còn hỗ trợ quá trình tiêu diệt tế bào ung thư nhờ vào các hợp chất thực vật tự nhiên khác như polyphenol. Các polyphenol có khả năng làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư và thúc đẩy quá trình apoptosis, quá trình hủy diệt của các tế bào bất thường, bao gồm tế bào ung thư. Điều này giúp ngăn chặn sự lan rộng của các tế bào ung thư trong cơ thể và bảo vệ các tế bào khỏe mạnh. Thứ hai, quả cam. Quả cam không chỉ là một loại trái cây thơm ngon mà còn được biết đến với nhiều lợi ích sức khỏe, đặc biệt trong việc ngăn ngừa và tiêu diệt tế bào ung thư. Cam là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Gốc tự do có thể gây ra quá trình oxy hóa, làm hỏng DNA và tạo điều kiện cho sự phát triển của tế bào ung thư. Vitamin C giúp trung hòa gốc tự do, bảo vệ cơ thể khỏi những tổn hại này và giảm nguy cơ mắc ung thư. Ngoài vitamin C, cam còn có chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa khác như flavonoid, đặc biệt là hesperidin. Hesperidin có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và làm giảm sự hình thành mạch máu mới. Điều này giúp ngăn chặn sự phát triển khối u. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng flavonoid trong cam có thể giảm nguy cơ ung thư dạ dày, ung thư phổi và ung thư ruột. Một yếu tố quan trọng khác là cam có chứa pectin, một loại chất xơ hòa tan có tác dụng cải thiện sức khỏe, tiêu hóa. Hệ tiêu hóa khỏe mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ các chất độc tố khỏi cơ thể và giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Pectin còn hỗ trợ quá trình tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn các chất dinh dưỡng cần thiết. Hơn nữa, cam cũng chứa axit citric, một hợp chất giúp tăng cường khả năng hấp thụ canxi và các khoáng chất khác. Việc duy trì mức canxi hợp lý trong cơ thể có thể giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Cam còn giúp tăng cường hệ miễn dịch nhờ vào hàm lượng vitamin C, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh và ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư. Thứ ba, quả việt quất. Quả việt quất không chỉ nổi tiếng với hương vị thơm ngon mà còn được nghiên cứu kỹ lưỡng về những lợi ích sức khỏe đáng kể, đặc biệt là trong việc ngăn ngừa ung thư và tiêu diệt khối u. Việt quất là một trong những loại trái cây giàu chất chống oxy hóa nhất, nổi bật với anthocyanin,
một loại flavonoid giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Các gốc tự do là nguyên nhân chính gây ra sự phát triển của tế bào ung thư và việc tiêu thụ việt quất thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh này. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng anthocyanin trong việt quất có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư, bao gồm ung thư vú, ung thư ruột kết và ung thư dạ dày. Các hợp chất này không chỉ làm chậm quá trình phát triển khối u mà còn kích thích quá trình apoptosis, tức là tự hủy diệt các tế bào bất thường. Quá trình này rất quan trọng trong việc ngăn chặn sự lan rộng của các tế bào ung thư trong cơ thể. Bên cạnh anthocyanin, việt quất còn chứa nhiều vitamin C và vitamin K, cũng như các khoáng chất thiết yếu như mangan và đồng. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Vitamin K đóng vai trò quan trọng trong quá trình đông máu và sức khỏe xương, đồng thời có thể giúp ngăn ngừa sự hình thành của một số loại ung thư. Chất xơ có trong việt quất cũng rất quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe tiêu hóa. Hệ tiêu hóa khỏe mạnh giúp loại bỏ các độc tố và chất thải ra khỏi cơ thể, giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Việc duy trì một chế độ ăn giàu chất xơ không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa mà còn giúp kiểm soát cân nặng, một yếu tố quan trọng trong việc ngăn ngừa ung thư. Thứ tư, quả chanh. Quả chanh không chỉ được biết đến với vị chua đặc trưng mà còn là một nguồn dinh dưỡng quý giá, đặc biệt trong việc ngăn ngừa ung thư và tiêu diệt khối u. Chanh có chứa nhiều vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra. Gốc tự do có thể dẫn đến sự phát triển của tế bào ung thư bằng cách làm hỏng DNA. Nhưng vitamin C có khả năng trung hòa các gốc tự do này, từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Ngoài vitamin C, chanh còn có chứa các hợp chất flavonoid như hesperidin và naringenin đã được chứng minh là có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng các flavonoid này có tác dụng làm giảm sự phát triển của khối u, đồng thời kích thích quá trình apoptosis, sự hủy diệt của các tế bào bất thường. Điều này có nghĩa là chanh không chỉ ngăn ngừa sự hình thành của các khối u mới, mà còn hỗ trợ tiêu diệt các khối u hiện có trong cơ thể. Chanh còn là một phần nguồn cung cấp axit citric phong phú, có tác dụng thúc đẩy quá trình thanh lọc cơ thể, giúp loại bỏ các độc tố ra khỏi gan và thận. Việc duy trì chức năng gan khỏe mạnh rất quan trọng trong việc ngăn ngừa ung thư, vì gan đóng vai trò trong việc chuyển hóa và loại bỏ các chất độc hại. Hơn nữa, axit citric còn giúp cân bằng độ pH trong cơ thể, tạo môi trường không thuận lợi cho sự phát triển của tế bào ung thư. Một điểm đáng chú ý khác là chanh có khả năng hỗ trợ hệ miễn dịch. Khi hệ miễn dịch hoạt động mạnh mẽ, cơ thể sẽ có khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh và các tế bào ung thư hiệu quả sớm. Sự kết hợp giữa vitamin C và các hợp chất kháng viêm trong chanh giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Tóm lại, quả chanh là một vũ khí tự nhiên mạnh mẽ trong cuộc chiến chống ung thư. Với hàm lượng cao vitamin C, flavonoid và axit citric, chanh không chỉ giúp ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư mà còn hỗ trợ tiêu diệt các khối u. Bổ sung chanh vào chế độ ăn uống hàng ngày không chỉ mang lại sức khỏe tốt mà còn giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ. Thứ năm, chuối. Quả chuối không chỉ là một nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng mà còn được công nhận với nhiều lợi ích sức khỏe, đặc biệt là trong việc ngăn ngừa ung thư và tiêu diệt khối u. Chuối có chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các gốc tự do, một trong những nguyên nhân chính gây ra ung thư. Hàm lượng vitamin C và B có trong chuối có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hệ miễn dịch. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, đồng thời tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Việc duy trì một hệ miễn dịch khỏe mạnh giúp cơ thể phát hiện và tiêu diệt các tế bào thất thường, bao gồm tế bào ung thư. Ngoài ra, chuối cũng chứa một lượng chất xơ rất lớn, có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Chất xơ giúp cải thiện sức khỏe đường ruột và giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Hệ tiêu hóa khỏe mạnh không chỉ giúp hấp thụ tốt các dưỡng chất mà còn giúp ngăn ngừa sự hình thành của các khối u trong đường ruột. Một điểm đáng chú ý khác là chuối chứa các hợp chất phytochemical như dopamine và catecholamine,
đã được nghiên cứu và chứng minh là có khả năng làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư. Những hợp chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và kích thích quá trình tự hủy diệt của các tế bào bất thường. Hơn nữa, chuối còn cung cấp kali, một khoáng chất quan trọng giúp duy trì huyết áp ổn định và hỗ trợ chức năng của hệ tim mạch. Việc có một trái tim khỏe mạnh không chỉ giúp cơ thể hoạt động hiệu quả, mà nó còn góp phần quan trọng trong việc ngăn ngừa sự hình thành của các khối u. Tóm lại, chuối là một trái cây tuyệt vời không chỉ ngon miệng mà còn có nhiều lợi ích sức khỏe. Với hàm lượng vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa phong phú, chuối không chỉ giúp ngăn ngừa ung thư mà còn hỗ trợ quét sạch các khối u trong cơ thể. Bổ sung chuối vào chế độ ăn hàng ngày là một cách đơn giản và hiệu quả để bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ. Thứ 6. Quả lựu. Quả lựu không chỉ nổi bật với hương vị thơm ngon và màu sắc bắt mắt mà còn được biết đến như một siêu thực phẩm và nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt trong việc ngăn ngừa ung thư và tiêu diệt khối u. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng lựu chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ, bao gồm bunicalagin và acid punicic, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra. Bunicalagin, một loại polyphenol có trong rượu, đã được chứng minh là có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng các hợp chất này có tác dụng giảm thiểu sự phát triển của khối u, đặc biệt là ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư ruột kết. Bunicalagin không chỉ ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư mà còn kích thích quá trình apoptosis, sự hủy diệt của tế bào bất thường, từ đó giúp cơ thể loại bỏ những tế bào gây hại. Acid punicic, một loại axit béo omega-5 có trong lựu cũng đã được nghiên cứu và chứng minh là có tác dụng giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Việc giảm viêm không chỉ giúp cải thiện sức khỏe tổng thể mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa sự hình thành khối u. Viêm mãn tính có liên quan đến nhiều loại ung thư và việc kiểm soát viêm có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh. Ngoài ra, lựu còn chứa một lượng lớn vitamin C và vitamin K cùng với các khoáng chất thiết yếu như kali và folate. Vitamin C không chỉ là một chất chống oxy hóa mạnh mà còn hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh và tế bào ung thư. Vitamin K cũng quan trọng cho sức khỏe xương và có thể có tác dụng bảo vệ tế bào khỏi ung thư. Chất xơ trong lựu cũng không thể bỏ qua. Việc tiêu thụ chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa và giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Hệ tiêu hóa khỏe mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ độc tố và giảm nguy cơ mắc bệnh. Như vậy, lựu là một vũ khí tự nhiên hiệu quả trong cuộc chiến chống ung thư. Với hàm lượng cao chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất, lựu không chỉ giúp ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư mà còn hỗ trợ quét sạch các khối u trong cơ thể. Bổ sung lựu vào chế độ ăn hàng ngày là một cách tuyệt vời để bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Thứ 7. Quả bưởi. Loại trái cây tiếp theo mà người bệnh ung thư nên ăn, chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn đó chính là quả bưởi. Đây là một loại hoa quả rất bổ dưỡng và có lợi cho người bệnh ung thư bởi vì chúng có chứa các chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất. Ngoài việc cung cấp một lượng lớn vitamin C, vitamin A và kali, thì trái bưởi còn rất giàu các hợp chất có lợi như lycopene. Hợp chất này là một carotin có đặc tính chống ung thư mạnh. Một số nghiên cứu cho thấy rằng nó có thể làm giảm một số tác dụng phụ tiêu cực của phương pháp điều trị ung thư, chẳng hạn như hóa trị và xạ trị. Một nghiên cứu ở 24 người trưởng thành cho thấy uống 17 ounce, tức là 500ml nước ép bưởi, có thể giúp tăng lưu lượng máu đến não, nhờ đó làm giảm thiểu các vấn đề về não do hóa trị gây ra. Tuy nhiên, các chất có trong bưởi có thể tương tác và làm giảm một số loại thuốc điều trị ung thư. Vì vậy, bạn cần trao đổi cẩn thận với bác sĩ để có cách sử dụng thuốc hợp lý hơn nhé. Thứ 8. Quả táo có tác dụng chống ung thư. Câu nói mỗi ngày một quả táo, bác sĩ sẽ tránh xa bạn, quả thực là không sai. Nghiên cứu cho thấy táo có chứa polyphenol, có đặc tính chống ung thư vượt trội. Polyphenol là các hợp chất có nguồn gốc thực vật, có thể ngăn ngừa viêm nhiễm, tránh bệnh tim mạch và nhiễm trùng. Một nghiên cứu từ năm 2018 trên tạp chí Phân tích thực phẩm và thuốc cho thấy rằng fluoretin trong táo ức chế đáng kể sự phát triển của các tế bào ung thư vú, trong khi không ảnh hưởng đến các tế bào bình thường. Chính vì thế, khẩu phần ăn mỗi ngày của bạn nên có ít nhất một trái táo.
Thứ 9, quả dâu tây. Quả dâu tây không chỉ hấp dẫn với màu sắc rực rỡ và vị ngọt chua đặc trưng mà còn được biết đến với nhiều lợi ích sức khỏe, đặc biệt trong việc ngăn ngừa ung thư và tiêu diệt khối u. Dâu tây là một nguồn giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là vitamin C, anthocyanin và ellagic acid. Những hợp chất này giúp bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra. Vitamin C trong dâu tây là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và hỗ trợ hệ miễn dịch. Khi hệ miễn dịch hoạt động mạnh mẽ, cơ thể có khả năng phát hiện và tiêu diệt các tế bào bất thường, bao gồm cả tế bào ung thư. Nghiên cứu cho thấy rằng việc bổ sung vitamin C có thể làm giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, đặc biệt là ung thư miệng, họng và thực quản. Ngoài vitamin C, anthocyanin, chất tạo màu đỏ cho dâu tây, cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa ung thư. Những hợp chất này không chỉ giúp cải thiện sức khỏe tim mạch mà còn có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Nghiên cứu cho thấy anthocyanin có thể làm giảm sự phát triển của khối u ở các loại ung thư như ung thư vú và ung thư đại trực tràng. Ellagic acid, một hợp chất phytochemical có trong dâu tây, cũng đã được chứng minh là có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư. Các nghiên cứu chỉ ra rằng ellagic acid có khả năng ức chế sự phát triển của các khối u và kích thích quá trình apoptosis, loại bỏ các tế bào ung thư một cách tự nhiên. Bên cạnh đó thì ellagic acid còn giúp làm giảm viêm trong cơ thể, một yếu tố quan trọng trong việc ngăn ngừa ung thư. Chất xơ trong dâu tây cũng không thể bỏ qua. Việc tiêu thụ chất xơ không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa mà còn có thể giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Chất xơ giúp loại bỏ các độc tố khỏi cơ thể và cải thiện sức khỏe đường ruột. Như vậy, quả dâu tây là một siêu thực phẩm đáng được chú ý trong cuộc chiến chống ung thư. Với hàm lượng cao chất chống oxy hóa, vitamin và hợp chất phytochemical, dâu tây không chỉ giúp ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư mà còn hỗ trợ quét sạch các khối u trong cơ thể. Bổ sung dâu tây vào chế độ ăn uống hàng ngày là một cách đơn giản và hiệu quả để bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Ăn một củ khoai lang vào buổi sáng vừa tốt cho gan, vừa đánh bay mọi bệnh tật. Biết mà ăn sớm, sống khỏe đến già. Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video. Thưa quý vị, một bữa ăn sáng thích hợp sẽ tạo điều kiện khởi động cho một ngày mới, nạp năng lượng trong cả một ngày làm việc. Thiếu ăn sáng có thể gây ra hậu quả bất lợi đến các hoạt động cơ thể, tinh thần trong suốt buổi sáng đó, tăng rủi ro tai nạn lao động. Lượng vitamin và khoáng chất được nạp cho cơ thể khi bữa ăn sáng bị bỏ sót sẽ không đủ trong những bữa ăn sau và bữa ăn nhanh. Và theo các chuyên gia, bữa sáng chỉ cần ăn một củ này là sức khỏe cực kỳ tốt, chống lại bệnh tật. Hãy cùng xem đó là gì nhé! Ăn một củ khoai lang vào buổi sáng vừa tốt cho gan, vừa đánh bay mọi bệnh tật. Biết mà ăn sớm, sống khỏe đến già. Thay vì ăn bún, phở, cơm vào buổi sáng thì nhiều người lại lựa chọn khoai lang. Tại Việt Nam, khoai lang là thực phẩm khá phổ biến, được trồng quanh năm và có giá thành rẻ. Bạn cũng có thể chế biến theo nhiều cách như khoai lang luộc, khoai lang chiên, canh khoai lang, chè khoai lang. Thế nhưng, ăn khoai lang vào buổi sáng có tốt không và ăn với lượng bao nhiêu là đủ? Đây là điều băn khoăn của không ít người. Làm thế nào để có một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng? Khoai lang có tên gọi là Impomeret batata. Đây là một loại cây nông nghiệp với rễ củ lớn có chứa nhiều tinh bột, có vị ngọt. Các lá non và thân non thường được sử dụng như một loại rau. Củ khoai lang được làm thực phẩm chế biến rất nhiều món ăn ngon. Ngày nay, khoai lang được trồng rộng khắp các khu vực nhiệt đới và ôn đới với lượng nước đủ để hỗ trợ sự phát triển của nó. Tại Việt Nam, củ khoai lang cũng được trồng ở rất nhiều địa phương cho năng suất cao mà mất ít thời gian chăm bón. Về thành phần hóa học thì trong củ khoai lang có chứa tới 24,6% tinh bột, 4,17% gluco. Củ khoai lang tươi còn có chứa 1,3% protein, 0,1% chất béo cùng với các diastase có mangan, canxi, đồng và các vitamin A, vitamin B, vitamin C cùng với 4,24% tannin. Dây khoai lang
cũng có chứa adenin, betaine, taurin. Ngọn khoai lang đỏ còn có một chất gần giống như insulin. Với những thành phần dinh dưỡng chúng tôi vừa phân tích ở trên, thì khoai lang thực sự là một nguồn thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Nó có thể chế biến thành rất nhiều món như hấp, luộc, nấu canh, nấu chè hay là chiên. Thế nhưng, ăn khoai lang vào buổi sáng có tốt không? Thì câu trả lời của chúng tôi là có, bởi vì những lý do sau đây. Mỗi buổi sáng, bạn ăn một củ khoai sẽ giúp cơ thể được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và năng lượng để bắt đầu cho một ngày dài làm việc mới. Khoai lang thơm ngon, dễ ăn, lại tạo cảm giác no lâu. Vì vậy, nó sẽ giúp bạn không bị mệt mỏi khi bắt đầu làm việc, giúp tăng cường sự tập trung và minh mẫn khi làm. Ăn khoai lang còn mang đến cho bạn một cảm giác no lâu nhưng lại không khiến cho bạn cảm thấy đầy bụng hay khó chịu. Đây là một loại thực phẩm dễ ăn, dễ chế biến, rất tiện lợi, giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian vào buổi sáng. Ngoài ra, bạn nên ăn từ 1 đến 2 củ khoai lang mỗi sáng là tốt nhất và cần kết hợp ăn thêm các món ăn khác như thịt, cá và rau để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Ngoài ra, bạn còn có thể ăn một củ khoai lang luộc với một cốc sữa để giúp bạn có đầy đủ năng lượng cho buổi sáng bận rộn. Tác dụng của việc ăn sáng bằng khoai lang. 1. Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Khoai lang được coi là có chỉ số đường huyết thấp. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy rằng khoai lang có thể làm giảm đường huyết và kháng insulin ở những người mắc bệnh tiểu đường. Ngoài ra, khoai lang cũng có chứa nhiều chất xơ. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng những người bị mắc tiểu đường type 1 thì việc ăn nhiều chất xơ ở mức đường huyết thấp hơn. Bên cạnh đó, những người mắc bệnh tiểu đường type 2 sử dụng nhiều chất xơ có thể giúp cải thiện lượng đường trong máu, lipid và insulin. Một củ khoai lang vừa cung cấp khoảng 6g chất xơ, khoảng 77% chất xơ trong khoai lang không hòa tan và có vai trò riêng trong việc chống lại bệnh tiểu đường. Chất xơ không hòa tan rất cần thiết trong việc thúc đẩy độ nhạy của insulin, sau đó giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Hơn nữa, khoai lang còn là một nguồn magie quan trọng, cũng đã được chứng minh làm giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. 2. Suy giảm nguy cơ mắc phải các bệnh tim mạch. Sự oxy hóa trong cơ thể dẫn tới các biến chứng như xơ vữa động mạch, từ đó có thể dẫn tới một số bệnh về tim mạch. Các nhà nghiên cứu cho biết rằng hàm lượng anthocyanin cao trong khoai lang thịt có màu tím góp phần vào khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh mạch vành. Ngoài ra, khoai lang còn có chứa các chất xơ hòa tan có liên quan mạnh mẽ đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch khác. 3. Tăng cường sức khỏe đường ruột. Chất xơ và chất chống oxy hóa trong khoai lang có lợi cho sức khỏe của đường ruột. Các chất xơ trong đường tiêu hóa mang lại lợi ích sức khỏe liên quan đến đường ruột và hệ thống tiêu hóa. Khoai lang có chứa một lượng lớn chất xơ để có thể cải thiện sức khỏe của hệ thống tiêu hóa. Hiện tại, rất nhiều loại thuốc nhuận tràng được làm từ chất xơ. Điều này có nghĩa là tiêu thụ khoai lang có thể làm tăng lượng chất xơ cần thiết của bạn để thúc đẩy quá trình tiêu hóa hợp lý. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ cao của khoai lang có thể hỗ trợ ngăn ngừa táo bón ở cả trẻ em và người lớn. 4. Ngăn ngừa thiếu vitamin A. Khoai lang có chứa hàm lượng beta-carotinin cao là nguồn cung cấp vitamin A cực kỳ quan trọng. Beta-carotinin sẽ chuyển hóa thành vitamin A ở trong gan. Với mỗi phân tử beta-carotinin sẽ tạo ra 2 phân tử vitamin A. Khoai lang là nguồn beta-carotinin tự nhiên, dồi dào để sản xuất ra vitamin A. Vitamin A rất cần thiết trong việc giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn bên ngoài cơ thể. 5. Hỗ trợ chống viêm. Khoai lang có chứa một lượng lớn các loại vitamin và hầu hết các loại vitamin này đều có đặc tính chống viêm mạnh mẽ. Một số nghiên cứu cho biết các chiết xuất từ khoai lang tím có khả năng ức chế sản xuất các thành phần gây viêm trong cơ thể.
Hơn nữa, khoai lang còn có nồng độ taurini cao. Đây là một chất dinh dưỡng rất linh hoạt. Một trong những lợi ích chính của taurini là làm giảm các phản ứng viêm trong cơ thể, dẫn đến viêm ít hơn. Các nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng chiết xuất từ khoai lang tím có chứa anthocyanin được chứng minh là cần thiết trong việc giảm và ngăn ngừa viêm trong các tế bào ung thư ruột kết cũng như làm giảm sự tăng sinh của tế bào trong ung thư. 6. Chống lại các vết loét. Các vết loét xảy ra khi một mô viêm bong ra khỏi màng nhảy hoặc từ da. Các nghiên cứu về chiết xuất của khoai lang cho biết rằng các loại khoai này có chứa hoạt chất sẽ giúp chữa lành vết thương và viêm loét dạ dày tá tràng. Do đó mà việc tiêu thụ khoai lang trong chế độ ăn uống có thể giúp hỗ trợ điều trị và hạn chế được các vết loét ở dạ dày cùng với một số bộ phận khác. 7. Giúp cải thiện tóc và da. Khoai lang có chứa hàm lượng vitamin A, vitamin C và vitamin E rất cao. Tất cả các loại vitamin đều có lợi, mang lại lợi ích cao trong việc thúc đẩy sức khỏe của da và tóc. Những vitamin này rất hữu ích cho việc phục hồi làn da bị tổn thương do tiếp xúc với tia UV. Ngoài ra, vitamin cũng làm chậm quá trình lão hóa của tế bào trong da. Điều này giúp cho da giữ được vẻ đẹp trẻ trung lâu hơn. Bên cạnh đó, vitamin E có hiệu quả cao trong việc phòng ngừa, điều trị rụng tóc và duy trì sức khỏe của tóc tốt nhất. 8. Điều chỉnh huyết áp. Khoai lang có thể giúp điều chỉnh huyết áp nhờ vào hàm lượng magie và kali cao. Nhiều nghiên cứu cho biết bổ sung kali thường xuyên có thể hỗ trợ làm giảm huyết áp và làm giảm khả năng đột quỵ. Bổ sung magie cũng có thể làm ngăn ngừa tình trạng tăng huyết áp. Ngoài ra, các nghiên cứu khác cũng đã phát hiện ra rằng thiếu magie trong cơ thể làm tăng các yếu tố nguy cơ cho sự phát triển của tăng huyết áp. 9. Tăng cường khả năng sinh sản. Vitamin A liều cao trong khoai lang là loại rau này làm trở nên ý nghĩa và lý tưởng hơn cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ để làm tăng cường khả năng sinh sản. Ngoài ra, nhiều nhà nghiên cứu còn cho rằng việc thiếu hụt vitamin A có thể dẫn tới vô sinh thứ phát ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Khoai lang cũng chứa sắt. Đây là một khoáng chất quan trọng trong việc thúc đẩy khả năng sinh sản của phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ. Các báo cáo chỉ ra rằng thiếu máu hoặc thiếu sắt là một trong những nguyên nhân có thể gây vô sinh ở phụ nữ. 10. Hỗ trợ tăng cường sức khỏe của mắt. Khoai lang có chứa rất nhiều vitamin A và vitamin A có thể cải thiện thị lực và bảo vệ mắt khỏi các bệnh lý do lão hóa. Ngoài ra, vitamin A cũng rất cần thiết trong việc duy trì cấu trúc thích hợp của võng mạc. Thiếu vitamin A có thể dẫn đến thị lực kém, đôi khi còn gây nên mù lòa. Thiếu vitamin A có thể dẫn đến bệnh quáng gà. Hơn nữa, các bệnh về mắt khác bao gồm khô giác mạc, loét giác mạc, viêm kết mạc cũng có thể gây ra dẫn đến do sự thiếu hụt của vitamin A. Do vậy mà thường xuyên sử dụng khoai lang để cung cấp lượng vitamin A cần thiết cho cơ thể. 11. Hỗ trợ duy trì cân nặng khoa học. Khoai lang có chứa chất xơ hòa tan lên men làm tăng cảm giác no. Điều này giúp cơ thể hình thành một cơ chế tự nhiên, tự duy trì để điều chỉnh trọng lượng cơ thể. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng một trong những chất xơ hòa tan chủ yếu trong khoai lang là pectin, mang lại hiệu quả cao trong việc làm giảm lượng thức ăn tiêu thụ, giảm khả năng tăng cân và cũng làm tăng hoạt động của các hormone bão hòa trong cơ thể. 12. Tăng cường trí nhớ. Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng anthocyanin có trong khoai lang tím có đặc tính tăng cường trí nhớ. Anthocyanin có đặc tính chống oxy hóa cao, điều này có thể tạo ra các chất tăng cường trí nhớ và hạn chế tình trạng suy giảm trí nhớ ở những người cao tuổi. 13. Kiểm soát mức độ căng thẳng. Khoai lang có chứa magie cao, đây là một khoáng chất thiết yếu cho hoạt động bình thường của cơ thể. Một trong những lợi ích quan trọng hàng đầu của magie chính là giúp làm giảm căng thẳng và lo lắng.
các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự thiếu magie trong chế độ ăn uống hiện đại dẫn đến sự gia tăng các trường hợp trầm trọng và được cảnh báo trên toàn thế giới. Ngoài ra, magie cũng được cho là có thể làm giảm chứng mất ngủ ở những người lớn tuổi. Mất ngủ là tác nhân gây ra căng thẳng, trầm cảm và lo lắng. Do vậy mà việc sử dụng khoai lang thường xuyên để chăm sóc sức khỏe giấc ngủ và hỗ trợ cải thiện cảm giác căng thẳng. 14. Tăng cường chức năng não. Các nghiên cứu trên động vật đã phát hiện ra rằng anthocyanin trong khoai lang tím có thể bảo vệ não bằng cách giảm viêm và ngăn ngừa tổn thương từ các gốc tự do. 15. Hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa ung thư. Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng khoai lang tím đặc biệt hiệu quả trong việc chống lại ung thư. Khoai lang tím có khả năng ức chế sự phát triển của các căn bệnh ung thư, cụ thể bao gồm ung thư vú, ung thư dạ dày và ung thư ruột kết bằng cách tiêu diệt các tế bào ung thư. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng cho biết khoai lang có thể kiểm soát ung thư tuyến tiền liệt nhờ vào hàm lượng polyphenol cao. Bên cạnh đó, beta-carotinin cũng được cho là có khả năng trong việc ngăn ngừa và làm giảm nguy cơ bị ung thư đại trực tràng. Một số lưu ý khi ăn khoai lang vào buổi sáng. Để có thể thay đổi khẩu vị, các bạn có thể chế biến thành nhiều món ăn từ khoai lang đơn giản và dễ làm nhanh chóng tại nhà. Thế nhưng, dẫu biết rằng việc ăn khoai lang vào buổi sáng rất tốt cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng được. Bạn phải căn cứ vào đối tượng và sử dụng đúng cách thì mới an toàn và mang đến hiệu quả cao. 1. Lựa chọn loại khoai lang. Nếu như bạn muốn bổ sung chất dinh dưỡng thì nên chọn loại khoai lang vỏ đỏ, ruột vàng. Còn nếu muốn giảm cân thì lựa chọn khoai lang vỏ trắng, ruột trắng. 2. Người mắc bệnh lý về thận. Khoai lang có chứa nhiều chất xơ, kali, vitamin A. Ăn khoai lang vào buổi sáng có tốt không? Thực sự là không tốt và có thể gây nguy hiểm đối với những người bị mắc bệnh lý về thận. Bởi vì khi thận yếu thì khả năng loại bỏ lượng dư thừa kali sẽ bị hạn chế, gây ra những tác hại nguy hiểm như rối loạn nhịp tim hay yếu tim. 3. Người có hệ tiêu hóa không tốt. Nhiều người nghĩ rằng ăn khoai lang sẽ giúp làm nhuận tràng, tiêu hóa tốt. Đó là những người bình thường và chỉ thỉnh thoảng mới gặp vấn đề về tiêu hóa. Còn đối với những người có hệ tiêu hóa không tốt, thường xuyên bị đầy hơi, chướng bụng thì khuyến cáo là không nên ăn nhiều khoai lang. Bởi trong lúc ăn sẽ làm tăng tiết dịch vị, gây nóng ruột, ợ chua và chướng bụng hơn. 4. Ăn khoai lang đúng cách. Không nên ăn khoai lang sống, vì các enzyme trong khoai chưa kịp chuyển hóa làm cho bạn sẽ có cảm giác bị buồn nôn, đầy hơi. Không nên ăn quá nhiều khoai lang. Ăn nhiều khiến cho đường tiêu hóa sản sinh ra một lượng lớn CO2, khiến bạn bị đầy hơi và ợ hơi. Tốt nhất là đừng ăn quá nhiều khi bị đói và chỉ ăn mỗi khoai lang không nhé. Dạ dày sẽ dễ dàng bị kích thích sự bài tiết của axit dạ dày, có thể dẫn tới cảm giác khó chịu ở bụng. Ăn khoai lang vào buổi sáng có tốt không? Sẽ không tốt một chút nào nếu như bạn quá lạm dụng, ăn quá nhiều. Không ăn hồng với khoai lang. Bạn chỉ nên ăn hai loại này cách nhau khoảng 5 giờ trở lên. Bởi nếu ăn cùng thì lượng đường trong khoai sẽ lên men trong dạ dày, khiến cho dịch vị dạ dày tiết ra nhiều hơn, phản ứng với chất tannin và pectin trong quả hồng gây ra sự kết tủa. Như vậy, nhẹ thì gây ra chướng bụng, ì ạch, khó chịu, nghiêm trọng hơn còn có thể dẫn đến xuất huyết dạ dày và viêm loét dạ dày. Giảm món chính khi đã ăn khoai. Khoai lang có chứa một lượng carbohydrate tương đương với cơm. Nếu như bạn đã ăn khoai thì nên làm giảm lượng cơm mà bạn ăn trong ngày để không bị quá dư thừa tinh bột. Hoặc là nếu bạn vẫn muốn ăn cơm bình thường thì chỉ nên ăn thêm khoảng 100-200g khoai lang trong bữa ăn. Điều này sẽ giúp cân bằng dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Nên ăn khoai lang kết hợp với rau quả.
Nếu chỉ ăn khoai lang thì bạn không đủ dinh dưỡng cho bữa sáng. Hãy bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng, không sợ bị béo bằng cách kết hợp khoai lang với hoa quả hoặc rau xanh hay là sữa tươi không đường nhé. Bật mí cách luộc khoai lang ngon và bở nhất. Nhiều chị em thắc mắc rằng mình luộc khoai lang không được ngon như mua bên ngoài. Sau đây chúng tôi sẽ bật mí cho các bạn một số cách luộc khoai lang siêu ngon nhé. Cách 1. Luộc khoai lang với muối. Rửa sạch khoai lang, cho vào nồi, đổ nước ngập khoai. Sau đó cho thêm 1/3 thìa cà phê muối tinh vào luộc cùng. Đun sôi trong khoảng 15 phút, vặn lò nhựa và dùng xiên thử xem khoai chín hay chưa. Bạn chắt nước và bắc lên bếp đun thêm một chút cho khoai khô xém, sẽ bùi và thơm, tơi khoai. Cách 2. Hấp khoai. Ăn khoai vào buổi sáng có tốt không? Thì câu trả lời của chúng tôi là có nhé. Vừa tốt, vừa đậm vị mà vừa không lo bị mất chất dinh dưỡng nếu như bạn hấp cách thủy khoai bằng cách sau. Cho khoai vào nồi có sừng để hấp, sắp những củ lớn phía dưới, củ nhỏ ở phía bên trên để lửa lớn. Trong khi nước trong nồi sôi được một lúc thì rắc lên khoai một chút muối, hấp thêm một vài phút rồi dùng đũa xiên qua để kiểm tra khoai chín là được. Cách 3. Luộc khoai với mía. Lấy mắt của cây mía rải đều xuống đáy nồi và cho khoai lên bên trên. Đổ nước ngập khoai khoảng 5cm rồi luộc. Đun khoảng 15-20 phút, lấy đũa ra xiên thử, nếu thấy mềm là được nhé. Bạn nhớ chắt hết nước ra và đun thêm khoảng 1-2 phút cho khoai cháy xém thì khoai sẽ ngọt hơn rất nhiều. Cách 4. Luộc khoai không cần dùng nước. Khoai chỉ việc rửa sạch, sau đó để tầm khoảng 2-3 cái thìa inox vào nồi. Xếp khoai lên trên thìa nhưng không cho nước. Sau đó để nhiệt ở mức vừa phải trong vòng từ 30-45 phút. Xiên đũa vào, thấy khoai mềm là được. Trong quá trình nướng, từ 5-10 phút chở khoai một lần để khoai được chín đều. Vâng, thưa quý vị khán thính giả thân mến, như vậy video trên của chương trình đã giải đáp giúp các bạn thắc mắc ăn khoai vào buổi sáng có tốt hay không và cần phải lưu ý gì khi ăn sáng bằng khoai lang. Hy vọng rằng với những thông tin được chia sẻ ở trên sẽ hữu ích và đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm của bạn. Video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những số tiếp theo. Ngủ dậy nên ăn sáng trước hay là tập thể dục trước? Câu hỏi khiến nhiều người đau đầu vì chưa biết câu trả lời. Kênh Ăn Sạch Sống Khỏe hân hạnh kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video. Thưa quý vị, tập thể dục rồi ăn hay là ăn rồi tập thể dục là câu hỏi mà chúng ta hay quan tâm. Vậy nếu quý khán giả đang có thắc mắc thì ngày hôm nay đừng quên xem ngay video sau đây. Kênh Ăn Sạch Sống Khỏe sẽ giải đáp cho quý vị. Ngủ dậy nên ăn sáng trước hay tập thể dục trước? Câu hỏi khiến nhiều người đau đầu vì không biết câu trả lời. Việc ăn sáng trước khi tập thể dục giúp tăng lượng đường có trong máu, cung cấp năng lượng cho cơ thể để tăng cường độ và thời gian tập luyện. Thực phẩm nạp vào một đêm dài cũng giữ cho bạn khỏi mệt mỏi hoặc bị chóng mặt. Nhưng ăn sau khi tập lại giúp chúng ta đốt cháy được nhiều chất béo hơn. Theo tạp chí Nora of Kirina Aerorigology and Metabolism của các nhà khoa học Anh đã đưa ra kết luận dựa trên các đánh giá sức khỏe của 30 người đàn ông béo phì. Theo đó, những người thường xuyên luyện tập thể dục trước khi ăn sáng sẽ đốt cháy chất béo gấp đôi so với những người đàn ông ăn sáng trước khi họ luyện tập. Bởi đó là quá trình luyện tập tiêu hao đi nhiều năng lượng. Khi không có đủ năng lượng thì buộc cơ thể phải chuyển sang đốt năng lượng dự trữ. Điều đó khiến các khối mỡ nhanh chóng biến mất. Không chỉ thế, những người tập trước khi ăn sẽ có tác dụng sâu sắc và tích cực về mặt sức khỏe lâu dài. Tập thể dục trước khi ăn làm cho cơ bắp của nam giới phản ứng nhanh hơn với insulin, kiểm soát được lượng đường trong máu, từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim. Jean-Rier Gonzera, giáo sư chuyên khoa sức khỏe tại Đại học Brass Anh cho biết, một nghiên cứu năm 2017 từ Đại học Brass cũng đưa ra kết luận rằng vì lượng đường trong máu thấp hơn khi nhịn ăn sáng
nên nam giới sẽ đốt cháy được nhiều chất béo hơn khi luyện tập. Việc ăn trước rồi luyện tập hay tập rồi ăn vốn là một câu hỏi mà nhiều người vẫn thắc mắc. Tác dụng ở mỗi người tuy không giống nhau, nhưng việc luyện tập thể dục trước khi ăn có thể tốt cho sức khỏe tổng thể, ngay cả khi điều này không làm bạn giảm cân. Nếu bạn lựa chọn tập trước khi ăn, thì Hiệp hội Trượt băng Nghệ thuật Hoa Kỳ đã đưa ra lời khuyên nên uống nhiều nước hoặc đồ uống thể thao để giữ cho mô cơ không bị phá vỡ. Trong vòng 15 đến 30 phút sau khi luyện tập, nên dùng bữa ăn có nhiều protein chất lượng cao và carb theo tỷ lệ là 4:1. Những thực phẩm nên ăn vào bữa sáng. 1. Yến mạch. Yến mạch là một trong những loại thực phẩm tốt dành cho bữa ăn sáng với những lý do sau đây. Là một loại ngũ cốc nguyên chất 100%, chúng có chứa đầy các chất xơ, protein từ thực vật, vitamin B và khoáng chất bao gồm sắt, canxi và magie. Các nghiên cứu đã liên kết lại lợi ích của yến mạch với sự giảm nguy cơ mắc bệnh tim nhờ vào một loại chất xơ với tên gọi là beta-glucan, có tác dụng cải thiện mức độ cholesterol. Chất xơ này cũng cung cấp ra nhiều nhiên liệu cho cơ thể của bạn, men vi sinh giúp vi khuẩn thân nhiệt tồn tại và phát triển. 2. Trứng. Có đầy đủ vitamin A, vitamin D và vitamin B12. Trứng là một loại nguyên liệu rẻ tiền mà rất giàu dinh dưỡng. Hai quả trứng lớn có chứa hơn 50% lượng choline mà bạn cần mỗi ngày, ảnh hưởng tích cực đến trí nhớ, tâm trạng và kiểm soát cơ bắp. Chỉ cần một quả trứng có khoảng 8g protein thì gần như tất cả mọi thứ trong cơ thể của chúng ta đều cần protein, chẳng hạn như da, máu và xương. Protein mất rất nhiều thời gian để tiêu hóa hơn carb và sẽ giúp bạn no lâu hơn. Bữa sáng kết hợp với chất xơ và protein nạc như trứng cuộn trên bánh mì nướng ngũ cốc nguyên hạt với cà chua hoặc thái lát hoặc một món trứng cuộn rau cải xanh, nấm là những giải pháp tuyệt vời, an toàn cho câu hỏi bữa sáng nên ăn gì. Một vài quả trứng luộc cũng là cách để bồi bổ thêm năng lượng đơn giản mà hiệu quả nếu bạn đang vội vã và không có thời gian để thưởng thức bữa ăn hoàn chỉnh. 3. Các loại hạt. Danh sách các loại hạt giống tuyệt vời cho sức khỏe mà bạn có thể kể đến như vừng, hạt chia, hướng dương, bí ngô, hạt lanh. Thêm chúng vào ngũ cốc, sinh tố, bánh pudding và thậm chí cả đồ nướng. Chỉ cần một oanxi đến 30g có thể sẽ chứa tới 10g protein. Kẽm, magie, sắt, canxi có trong loại hạt cũng giúp cho bạn khỏe mạnh và tăng cường được khả năng miễn dịch. Hạt cũng có chứa nhiều chất xơ hòa tan, có thể giúp làm giảm cholesterol xấu, trong khi tăng lên cholesterol tốt. Sự kết hợp của protein và chất xơ thực sự tối ưu khi ngăn chặn sự tăng đột biến của lượng đường có trong máu. 4. Sữa chua Hy Lạp không đường. Cả sữa chua và sữa chua Hy Lạp không đường đều cung cấp lợi ích vi sinh tuyệt vời. Hãy lựa chọn loại có từ 5 chủng vi khuẩn trở lên vào mỗi khẩu phần 170g. Nó cũng là một loại lựa chọn tuyệt vời nếu bạn hướng tới bữa sáng ít đường nhưng vẫn thích hương vị ngọt ngào vào buổi sáng. Cách thực hiện rất đơn giản. Bạn chỉ cần thêm trái cây, sữa chua Hy Lạp có chứa đầy canxi và nhiều phiên bản được bổ sung vitamin D. Nó cũng đạt được điểm A+ vì hàm lượng protein cao. 5. Chuối. Chuối là loại thực phẩm giúp làm đầy dạ dày đói vào buổi sáng của bạn và thậm chí loại thực phẩm này còn được gói sẵn trong bao bì riêng mà lại rất bảo vệ môi trường nữa chứ. Chất foratin và vitamin B6 có trong chuối hỗ trợ sản xuất ra serotonin, có thể giúp cải thiện tâm trạng và giảm lo lắng. Chất xơ hòa tan cũng sẽ giúp làm giảm cholesterol bằng cách loại bỏ nó khỏi đường tiêu hóa và ngăn không cho nó thẩm thấu vào mạch máu, từ đó giúp làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Những lát chuối cắt lên trên bát yến mạch hoặc sữa chua Hy Lạp là một sự kết hợp hợp lý và đầy dinh dưỡng mà bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị vào mỗi buổi sáng. 6. Trà và cà phê đen. Rất nhiều các nghiên cứu khoa học đã liên kết các chất chống oxy hóa và caffeine có trong trà, cà phê không đường
với những lợi ích sức khỏe, bao gồm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và kiểm soát cân nặng. Uống khoảng 450ml nước hoặc trà, cà phê trước khi ra khỏi cửa buổi sáng sẽ bắt đầu chu trình cấp nước cho cơ thể trong ngày và bù đắp được những tổn thất trong giấc ngủ đêm qua. Tuy nhiên, hãy nên nhớ rằng là không thêm đường để gặt hái được những lợi ích tối ưu cho sức khỏe nhé. 7. Sữa. Sữa là ngoại lệ duy nhất cho lời khuyên nên nhai thay vì uống để hấp thụ calo. Bằng cách uống một cốc sữa lớn khoảng 450ml cho bữa sáng, chúng ta sẽ nhận lại lên tới 13-15g protein rồi. Đây là một giải pháp tuyệt vời để cung cấp ra năng lượng vào ngày mới nếu bạn đang eo hẹp về thời gian. Sữa với hơn 80% là nước, nhưng với các khoáng chất như canxi và kali sẽ giúp cấp nước và cả các chất điện giải cho cơ thể của bạn trong cùng một lúc. Sữa cũng giúp thêm phần hương vị và sự hấp dẫn cho các đồ uống cà phê như cà phê Arai hay Red Tea. Chúng ta có thể dùng những giải pháp thay thế sữa không đường có nguồn gốc thực vật như sữa đậu nành hay sữa óc chó. 8. Bánh mì Wari Grain. Bánh mì Wari Grain hay ngũ cốc toàn phần, nguyên hạt, nguyên cám mang lại lợi ích chống oxy hóa, bảo vệ các mô của bạn khỏi tác nhân gây viêm. Thêm vào đó, chúng có chứa các khoáng chất như canxi, kali, magie, kẽm và sắt là những chìa khóa cho khả năng miễn dịch và sức khỏe tim mạch tổng thể của bạn. Các vitamin B có trong ngũ cốc nguyên hạt sẽ giúp cho cơ thể của bạn chuyển đổi thức ăn thành năng lượng hiệu quả. 9. Quả bơ. Chất béo có lợi cho tim, nước và chất xơ là một hỗn hợp độc đáo có trong quả bơ. Sự kết hợp này sẽ giúp tăng cường cảm giác no, khiến bạn chiến thắng được cơn thèm ăn vặt trong suốt thời gian còn lại trong ngày. Một bữa sáng chiến thắng toàn diện nhất, bánh mì Wari Grain nướng phết bơ cung cấp đầy đủ vitamin B và khoáng chất từ cả quả bơ và ngũ cốc nguyên hạt. Thậm chí còn thêm phần tuyệt vời nếu có thêm protein nạc từ trứng. Các chất béo không bão hòa có trong bơ cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh tim, ung thư liên quan đến lối sống và bệnh tiểu đường. 10. Các loại quả mọng. Chỉ cần một cốc quả việt quất có thể chứa tới 9g chất xơ và 50% nhu cầu vitamin C của bạn chỉ với 60 calo. Các chất chống oxy hóa có trong quả mọng bao gồm quả mâm xôi đen và dâu tây cũng có đặc tính bảo vệ tế bào. Ăn nhiều hơn những thực phẩm này để có thể giúp bảo vệ mạch máu của bạn khỏi mảng bám có hại và có tác dụng tăng cường lưu thông. Nếu không thích quả mọng, các loại có quả múi, táo, quả hạch và dưa đều là những lựa chọn thay thế tuyệt vời. Chúng có chứa đầy kali giúp cân bằng huyết áp và giảm đầy hơi. Những thực phẩm không nên ăn vào bữa sáng. 1. Ngũ cốc ăn sáng có đường. Carrie Matt Green, chuyên gia dinh dưỡng cho biết, bắt đầu một ngày mới với một bát ngũ cốc có thể khiến cho bạn cảm thấy đói ngay sau đó, vì hầu hết ngũ cốc được làm bằng bột tinh chế, có nghĩa là chúng rất ít chất xơ. Thêm vào đó, ngũ cốc cũng có chứa rất nhiều đường và ít protein. 2. Xúc xích. Xúc xích được làm từ thịt xay, mỡ, gia vị, hương liệu và chất kết dính. Mặc dù xúc xích là thực phẩm được nhiều người ăn vào bữa sáng hoặc các bữa sáng muộn cuối tuần, xúc xích không phải là một lựa chọn bổ dưỡng nhất vào buổi sáng. Chuyên gia Rosanan El-Sanri cho biết, xúc xích có chứa nhiều natri, có thể làm tăng huyết áp, nhiều chất béo bão hòa, có thể làm tăng lượng cholesterol xấu của bạn và tổng lượng calo cao. Các loại thịt đã qua chế biến như xúc xích có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và ung thư. Thay vì lựa chọn xúc xích vào buổi sáng, thì tại sao bạn không chọn một lựa chọn giàu protein khác như trứng, sữa chua Hy Lạp hoặc bơ hạt như bơ hạnh nhân hoặc bơ hạt hướng dương? 3. Bánh mì. Bánh mì trắng tinh chế khiến cho lượng đường trong máu và các mức năng lượng của bạn tăng nhanh rồi giảm xuống. Lựa chọn tốt nhất của bạn là bánh mì nguyên hạt nảy mầm, ăn kèm với bánh mì nướng bơ. Và hãy nhớ
thêm protein như hạt gai dầu hoặc trứng hữu cơ. 4. Đồ uống có hương vị cà phê. Maje Mrecharik, chuyên gia dinh dưỡng cho biết: "Giống như bạn, tôi hoàn toàn muốn thưởng thức cà phê vào buổi sáng một cách vui vẻ. Tuy nhiên, hầu hết thức uống có hương vị cà phê đều có hàm lượng calo, đường cao hoặc không có chứa các chất dinh dưỡng. Việc coi một ly cà phê như bữa sáng trong ngày có thể sẽ khiến cho bạn cảm thấy bồn chồn. Thay vào đó, tôi khuyên bạn nên làm sinh tố cà phê tại nhà với nước lạnh, chuối, bơ hạnh nhân và một ít mật ong nguyên chất", Mrecharik nói. 5. Nước ép trái cây. Mặc dù bạn có thể muốn có vitamin C hoặc một lượng chất dinh dưỡng nhanh chóng, nhưng nước trái cây không phải là cách để làm điều đó. Khi bạn uống nước trái cây, bạn phải loại bỏ tất cả chất xơ và nhận được tất cả đường và calo. Uống một ly nước cam là bằng ăn khoảng 5 đến 6 quả cam và hơn 300 calo, chuyên gia Amri Shapiro cho biết. Hãy bỏ qua nước ép, thay vào đó là sinh tố. Vì sinh tố giữ tất cả các chất xơ tự nhiên từ thực vật, giúp bạn no lâu và làm chậm quá trình tiêu hóa. 6. Bánh nướng sốt kiểu tiệm bánh. Chuyên gia Mike Granny nói, hầu hết các loại bánh nướng sốt về cơ bản là bánh nướng nhỏ không có lớp phủ. Và thực tế, nhiều loại bánh nướng sốt, đặc biệt là loại bạn mua ở quán cà phê hoặc một cửa hàng tạp hóa nào đó, có nhiều calo, chất béo bão hòa và đường hơn một số loại bánh nướng nhỏ. Chúng cũng có xu hướng rất ít protein, có nghĩa là bánh muffin không có khả năng khiến cho bạn no lâu. 7. Bánh ngọt nướng. Thật không may, những loại bánh ngọt ăn sáng phổ biến này không cung cấp nhiều dinh dưỡng cho cơ thể của bạn. Bánh ngọt nướng thường được làm từ ngũ cốc tinh chế. Ngũ cốc tinh chế thiếu vitamin, khoáng chất và chất xơ giàu dinh dưỡng có trong ngũ cốc nguyên hạt và ít protein giúp chúng ta no lâu hơn. Thay vào đó, hãy tự làm món bánh mì nướng lành mạnh của riêng bạn bằng cách nướng một miếng bánh mì nguyên cám, thêm một ít bơ hạt như bơ hạnh nhân hoặc bơ đậu phộng, phủ lên trên nó những lát trái cây như lát chuối và quả mọng và rắc lên các loại hạt tốt cho sức khỏe như hạt chia hoặc hạt lanh. 8. Cà phê Retter sữa thực vật. Hầu hết những cửa hàng phục vụ cà phê có sữa nguồn gốc từ thực vật ít protein và được làm ngọt trước. Mặc dù caffeine có thể giúp bạn bổ sung năng lượng, nhưng một trong những loại latte có đường này sẽ không cung cấp cho bạn được lượng nguyên liệu lâu dài mà bạn cần cả buổi chiều. Hãy hỏi cửa hàng cà phê của bạn xem họ có sữa thực vật không đường không. Hãy pha cà phê tại nhà bằng sữa tươi không đường. 9. Ngũ cốc khô. Chuyên gia Shapiro cho biết, ngũ cốc khô thường không giúp cho bạn thỏa mãn cơn đói vì nó có chứa nhiều carbon hydrate nhưng lại rất ít chất xơ. Do đó, nó tiêu hóa nhanh chóng, khiến cho bạn đói ngay sau đó và tìm kiếm thứ khác để ăn. 10. Sữa chua có hương vị không béo. Chuyên gia Mike Greenley đã nói, sữa chua nguyên chất, đặc biệt là sữa chua Hy Lạp, là một sự lựa chọn tuyệt vời vào buổi sáng vì nó có chứa nhiều protein và canxi. Tuy nhiên, tránh sử dụng các loại sữa chua có hương vị không béo vì hầu hết nhãn hiệu đều bù đắp vào việc thiếu chất béo bằng cách thêm nhiều đường. Kết quả là nhiều loại sữa chua có hương vị béo sẽ có nhiều đường hơn, nếu không muốn nói là nhiều hơn cả một cây kem có cùng kích thước. 11. Sinh tố pha sẵn hoặc đồ uống có protein pha sẵn. Mặc dù sinh tố và nước trái cây có thể được cho là loại trái cây và rau quả trong đó, nhưng nếu bạn nhìn vào danh sách thành phần của sinh tố pha sẵn hoặc thức uống có protein làm sẵn, thì chúng thường chỉ có nước ép trái cây chứ không có trái cây thật sự. Thay vì mua sinh tố hoặc protein làm sẵn, thì bạn có thể tự làm tại nhà để có thể bổ sung thêm chất xơ. Để tự làm sinh tố hoặc thức uống protein tại nhà, hãy trộn lẫn nước, sữa, nguồn cung cấp protein như một muỗng bột protein, format, sữa chua Hy Lạp với những chất béo lành mạnh như hạt chia, quả hạch, hạt lanh, quả bơ và trái cây bất kỳ loại quả nào
và một số loại rau xanh như rau bina non hoặc cải xoăn để lẫn vào nhau. Vâng, thưa quý vị và các bạn, quý vị thân mến, cả một đời người được ví như là một trận bóng, nửa hiệp trước là quyền lực, học hành, tiền tài, địa vị, danh vọng, thành tích, tăng lương, tiến chức, nửa hiệp sau là huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, ung thư, cô đơn, sầu não, nửa hiệp đầu là phấn đấu hết mình, nửa hiệp sau là chấp nhận buông xuôi, cả một đời tranh đấu vì lợi ích bản thân, nỗ lực vì tương lai, công sức trí não bỏ ra để phấn đấu vì một tương lai sáng lạn, no đủ không thua kém bè bạn, để gia đình được ngẩng cao mặt với họ hàng, làng xóm. Nhưng từng ấy thời gian đốt cháy năng lượng vào công việc, quay cuồng trong sự nghiệp, trong tiền tài, cũng là từng ấy thời gian sức khỏe của chúng ta bị hao mòn, bị vắt kiệt như một chiếc rẻ lau bảng khô khốc, nhầu nhĩ, sơ xác. Những ngày tháng sung sức nhất là những ngày tháng tuổi trẻ, nhưng so với cả cuộc đời dài thì quãng đời tuổi trẻ chỉ chiếm 1/4 mà thôi. Phải nói tuổi trẻ ngắn thật, quay đi quay lại cũng chỉ là một cái chớp mắt. Vậy nên nhiều người cứ quan niệm rằng còn trẻ còn khỏe thì phải tranh thủ tận dụng cái tuổi trẻ ấy để làm việc, mà họ quên rằng 3/4 quãng thời gian về sau mình lại cần nhiều sức khỏe hơn để làm những việc lớn hơn. Kênh Nhân Sạch Số Khỏe xin kính chào quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình. Cả nhà bị ung thư gan bởi hai thứ quen thuộc trong nhà bếp, bỏ ngay kẻo hối hận không kịp, đoàn thọ chết oan. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Ăn Sạch Sống Khỏe. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, ung thư gan là sự tăng trưởng và phát triển không kiểm soát của các tế bào ung thư tại gan. Theo Global Health 2018, tại Việt Nam, ung thư gan đứng hàng thứ nhất kể cả về tỷ lệ tử vong và số ca mới mắc, tùy thuộc vào nguồn gốc các khối u ác tính, chia thành ung thư gan nguyên phát và ung thư gan di căn. Mới mấy ngày trước, trên Facebook đưa tin cặp vợ chồng bị ung thư gan do thứ quá quen thuộc này trong nhà bếp, khiến ai cũng xao xao, bàng hoàng, không thể tin được vì hầu như gia đình nào cũng mắc phải sai lầm này. Vậy đó là thứ gì? Tác hại của nó như thế nào? Thì ngay sau đây, xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu qua video của kênh Ăn Sạch Sống Khỏe ngày hôm nay nhé! Ung thư gan là căn bệnh ung thư phổ biến thứ 6 trên thế giới, với trên 782.000 người được chẩn đoán mỗi năm. Theo báo cáo của Ghi nhận Ung thư Toàn cầu, Globocan năm 2018, trên thế giới mỗi năm có khoảng 841.000 ca mắc mới ung thư gan và 781.000 người tử vong vì căn bệnh này. Ung thư gan cũng là bệnh ung thư có tỷ lệ mắc mới cao nhất ở nước ta trong năm 2018, với 25.335 trường hợp. Và đặc biệt, tỷ lệ tử vong do căn bệnh này gần tương đương với số người mắc bệnh. Mấy ngày hôm nay, trên Facebook có xôn xao trước thông tin cặp vợ chồng bị ung thư gan do thứ quá quen thuộc này trong nhà bếp. Theo thông tin thì ông Trần và vợ ở Trương Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc không biết chữ, có hai con trai đến tuổi lập gia đình nên cả hai lúc nào cũng chất chiu và chịu khó làm việc. Cách đây một tháng, vợ của ông Trần đột nhiên bị tiêu chảy, chướng bụng, buồn nôn. Ban đầu người vợ nghĩ rằng có thể mình ăn phải thứ gì đó không tốt. Thế nhưng sau đó, cơn đau bụng trở nên dữ dội không thuyên giảm. Ông Trần vội vàng đưa vợ đến bệnh viện kiểm tra. Lúc này, vợ chồng ông Trần bàng hoàng khi nghe bác sĩ thông báo giai đoạn cuối của ung thư gan. Cả hai không tin, bởi người vợ không bao giờ uống rượu, hút thuốc lá, không mắc bệnh mãn tính. Tại sao lại có thể bị ung thư gan được? Bác sĩ khuyên ông Trần cũng nên kiểm tra. Bất ngờ thay, ông cũng bị ung thư gan ở giai đoạn giữa. Khi bác sĩ tìm hiểu nguyên nhân, đã phát hiện ra thủ phạm chính là những đôi đũa bị mốc và chiếc thớt thường xuyên được sử dụng trong gia đình của ông Trần. Theo như đoạn chia sẻ, việc sử dụng đũa mốc và thớt gỗ lâu ngày trong điều kiện thiếu vệ sinh sẽ khiến cho thớt dễ lên mốc, để rồi tạo ra aflatoxin, một hóa chất rất nguy hiểm có khả năng gây ung thư.
Đoạn chia sẻ hiện đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt, nhưng thực hư thì thế nào? 1. Đũa móc có thể gây ung thư. Nhiều gia đình thường sử dụng đũa bằng gỗ, nhà của ông Trần cũng không phải là ngoại lệ. Vì hai vợ chồng làm ở công trường quanh năm nên họ không quá để ý đến những đôi đũa mình hay ăn. Có vài đôi đũa đã sử dụng vài năm đã nổi từng mảng mốc. Nấm mốc chứa chất độc atlatoxin. Khi nó ngấm vào trong đũa, nếu sử dụng trong thời gian dài sẽ tích tụ độc tố lại trong gan, dễ dàng gây ra ung thư. Chất gây ung thư gan mạnh nhất có trong đũa bị mốc. Đũa là nơi chứa nhiều vi sinh vật gây hại được tích tụ và hình thành dần trong quá trình ăn. Có thể kể đến vi khuẩn tụ cầu Staphylococcus và vi khuẩn Escherichia coli. Những tác nhân gây ra các bệnh về đường tiêu hóa như tiêu chảy, nôn mửa. Đáng chú ý nhất là aflatoxin, nguyên nhân dẫn đến ung thư gan. Aflatoxin là độc tố phi nấm sản sinh tự nhiên bởi một số loài Aspergillus, một loại nấm mốc. Hiện nay, các nhà nghiên cứu đã phát hiện khoảng 16 loại aflatoxin khác nhau, trong đó aflatoxin B1 là loại mạnh nhất. Sau khi vào cơ thể người hoặc động vật, aflatoxin B1 chủ yếu được gan chuyển hóa thành một loại dẫn xuất khác, có khả năng gắn chèn với ADN, gây ra đột biến gen. Nếu đột biến gen khiến tế bào phân chia không ngừng nghỉ thì sẽ khỏi phát ung thư. Vì aflatoxin B1 chủ yếu được chuyển hóa bởi gan, nên nó cũng là chất gây ung thư gan mạnh nhất mà con người từng biết. Những trường hợp cần thay đũa ngay lập tức. Môi trường ẩm thấp là điều kiện lý tưởng để nấm mốc và các vi khuẩn gây hại khác phát triển. Đặc biệt đối với các loại đũa làm bằng tre, bằng gỗ. Vì vậy, nếu vật dụng này có dấu hiệu nấm mốc, bạn nên thay thế đũa mới để tránh nguy cơ mắc ung thư. Nhiều người chủ quan cho rằng nấm mốc ở đũa chỉ cần rửa sạch là có thể sử dụng. Tuy nhiên, việc này chỉ làm trôi đi lớp nấm mốc bên ngoài. Trong khi đó, hệ thống sợi nấm rất lớn vẫn còn lại đã ăn sâu vào thân đũa, đồng thời chất độc cũng đã được sản sinh và tích tụ. Một điều nguy hiểm là aflatoxin khá bền với nhiệt độ. Một vài nghiên cứu cho rằng aflatoxin bị phân hủy hoàn toàn ở 160 độ C, nhưng điều này hiện vẫn còn đang là tranh cãi. Việc bền với nhiệt độ dưới 160 độ C có nghĩa là aflatoxin vẫn tồn tại trong đũa ngay cả khi tiệt trùng đũa bằng nước sôi. Bên cạnh đũa bị mốc, một số trường hợp đũa bị đổi màu khi dùng ở nhiệt độ cao và biến dạng vì va chạm cũng không nên giữ lại. Đặc biệt là đũa nhựa, vì khi đó vật dụng này đã bị thay đổi cấu trúc và sinh ra các chất có hại cho sức khỏe. 2. Bị ung thư gan do độc tố aflatoxin sinh ra từ chiếc thớt bị mốc. Các chuyên gia cho biết, WHO đã cảnh báo việc aflatoxin là một độc tố cực mạnh gây ra ung thư. Chất này sinh ra từ các nấm. Trước đó cũng đã có trong trường hợp hai mẹ con bị ung thư gan do ăn lạc mốc do nhiễm độc tố aflatoxin trong thời gian dài. Nhiều gia đình khác cũng có thói quen sử dụng thớt gỗ trong thời gian dài mà không thay, chỉ rửa bằng nước hoặc trần lại bằng nước sôi và cho rằng như vậy đã đủ sạch và diệt vi khuẩn. Thực tế điều này rất nguy hiểm. Thớt gỗ dùng trong thời gian dài dù có được tiệt trùng trong nước sôi 100 độ C trong 20 giờ liên tục thì vẫn không thể loại bỏ được hoàn toàn các vi sinh vật có hại cho sức khỏe. Độc tố aflatoxin nếu bị hấp thụ trong thời gian dài sẽ khiến cơ thể bị nhiễm độc mãn tính, dẫn tới tổn thương gan. Về lâu dài là nguy cơ ung thư gan. Vết xước càng nhiều, nguy cơ bị nhiễm khuẩn lại càng lớn. Ngoài thớt gỗ có nguy cơ gây nhiễm độc thì các vật dụng hàng ngày như đũa gỗ khi tiếp xúc với thức ăn giàu tinh bột như cơm, ngô, lạc trong thời gian dài cũng sẽ ngấm vào các thứ gỗ và sinh ra aflatoxin. Các nhà khoa học giải thích, bản thân đồ gỗ không thể tự sinh ra nhưng do quá trình gấp, chặt
thái, trên thớt hay đũa tiếp xúc với đồ ăn sẽ dễ bị ẩm mốc, đặc biệt nếu như không được bảo quản đúng cách. Dùng thớt gỗ bao lâu thì nên thay thớt mới? Đối với thớt, bà nội trợ nên thay khoảng 6 tháng một lần. Nếu như phát hiện trên bề mặt thớt có nhiều vết nứt hay nấm mốc thì nên bỏ càng sớm càng tốt. Hãy rửa sạch thớt bằng nước muối và giấm sau khi sử dụng. Vậy nên, hãy đảm bảo rằng bạn cần vệ sinh thớt nhà mình thật cẩn thận. Sau khi sử dụng, lưu ý để thớt ở nơi khô ráo, tránh những nơi ẩm ướt, môi trường hoàn hảo để hình thành nấm mốc. Ngoài ra, các chuyên gia khuyên rằng bạn không nên sử dụng thớt bằng nhựa cứng. Loại thớt này có ưu điểm là rẻ, cứng cáp, bền vững và có phần bắt mắt. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu từ trường Đại học California, thớt nhựa có khả năng lưu trữ vi khuẩn rất cao hơn rất nhiều so với thớt gỗ, thậm chí ngay cả sau khi chùi rửa. Ngoài đũa mốc và thớt sử dụng lâu ngày, ba loại thực phẩm sau đây gây tổn thương nặng cho gan. 1. Thức ăn thừa. Nhiều người trung niên và cao tuổi có thói quen tiết kiệm, hay tận dụng thức ăn thừa và để dành cho bữa sau. Khi thức ăn thừa được tích trữ lâu ngày, dễ khiến vi khuẩn sinh sôi, chất độc aflatoxin cũng có thể xuất hiện. 2. Rau củ bị hư, thối. Nhiều người chỉ vì tiếc của nên thường không vứt bỏ những loại rau củ bị hư và thối. Họ thích cắt bỏ những phần bị hỏng, nhưng trên thực tế, khi thực phẩm bắt đầu bị thối, vi khuẩn tiếp tục lây lan nhanh mà chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lúc này, aflatoxin sẽ hình thành. Nó không chỉ gây hại cho gan mà còn dễ khiến con người bị ngộ độc. 3. Ngâm nấm quá lâu. Để tiết kiệm thời gian, một số người sẽ ngâm nấm trước một ngày. Thế nhưng, việc ngâm nấm quá lâu sẽ dễ sinh ra các độc tố aflatoxin, penicillin. Quý vị khán thính giả thân mến, gan là tuyến ngoại tiết lớn nhất và là cơ quan lớn thứ hai của cơ thể chúng ta. Cơ quan này đóng nhiều vai trò quan trọng trong các quá trình chuyển hóa chất, điều hòa các phản ứng hóa sinh, thải trừ chất độc, chuyển hóa và miễn dịch. Khi một bệnh nhân bị ung thư gan, bất kể là loại ung thư gì thì đều có những ảnh hưởng nhất định lên chức năng gan. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc rất nhiều vào kích thước và mức độ xâm lấn của tế bào ung thư gan. Những rối loạn chức năng gan do ung thư sẽ được biểu hiện ra bên ngoài cơ thể và do đó có thể dựa vào những dấu hiệu này để nhận biết sớm liệu mình có mắc bệnh ung thư hay không. Trong giai đoạn đầu của bệnh ung thư gan thường ít có những biểu hiện rõ ràng, điều này khiến cho việc phát hiện muộn cản trở rất lớn quá trình chữa bệnh. Tuy nhiên, nếu bệnh ung thư gan được phát hiện kịp thời thông qua một số biểu hiện sau, khả năng cao sẽ được chữa trị. Xin mời quý vị khán thính giả cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. 1. Vàng da, vàng mắt. Vàng da và vàng mắt là một trong những biểu hiện lâm sàng của tình trạng suy giảm chức năng gan. Trong một số trường hợp, khi gan bị tổn thương sẽ dẫn đến chức năng đào thải bilirubin bị suy giảm, gây tình trạng tích tụ bilirubin trong cơ thể. Bilirubin có màu vàng, khi tích tụ dưới da sẽ gây tình trạng vàng da, tích tụ ở mắt gây vàng mắt. Do đó, vàng da vàng mắt chính là biểu hiện đầu tiên của việc suy giảm chức năng gan. 2. Chán ăn, mệt mỏi, sút cân liên tục. Vì gan có mối quan hệ chặt chẽ với quá trình tiêu hóa, nên những triệu chứng về bệnh gan thường được thể hiện thông qua sự thay đổi ở hệ thống tiêu hóa. Việc bạn cảm thấy chán ăn, bụng đầy trướng, ngán đổ dầu mỡ và hay mệt mỏi dẫn đến sút cân liên tục là một trong những dấu hiệu cho thấy chức năng gan đang suy giảm và cũng là biểu hiện quan trọng cảnh báo bệnh ung thư gan giai đoạn đầu. 3. Hay đau ở vùng thượng vị. Vùng thượng vị là khu vực nằm trên rốn và dưới mũi xương ức. Cơn đau ở vùng này có thể âm ỉ hoặc quằn quại, nhói ra phía sau lưng. Đau vùng thượng vị thường là dấu hiệu của một số bệnh thường gặp như rối loạn tiêu hóa ở mức độ nhẹ. Tuy nhiên, đây có khi còn là biểu hiện của ung thư gan.
Sức ép của các tế bào ung thư lớn lên trong gan có khả năng trở thành tác nhân khiến người bệnh gan thường xuyên cảm thấy đau ở vùng này. 4. Táo bón hoặc tiêu chảy. Hiện tượng hệ tiêu hóa trở chứng bằng những đợt táo bón hoặc tiêu chảy thường xuyên là một tín hiệu cảnh báo bạn nên đi khám bác sĩ thay vì đinh ninh đây là một triệu chứng thông thường do ăn uống không khoa học. Đây có thể là dấu hiệu cho biết cơ thể bạn đang cầu cứu bởi một vài vấn đề kháng nghiêm trọng xảy ra ở một bộ phận nào đó, trong đó gan cũng không là ngoại lệ. 5. Đau vùng vai phải. Những cơn đau buốt không rõ lý do ở vai phải cũng là một dấu hiệu của bệnh ung thư gan. Các dây thần kinh dưới cơ hoành có khả năng bị chèn ép khi tế bào ung thư gan mở rộng. Một số dây thần kinh ở khu vực này kết nối với các dây thần kinh ở vai phải nên khiến cho người bệnh có cảm giác bị đau vai. 6. Ngứa nhiều, dị ứng. Khi gan bị tổn thương, các chất độc chuyển hóa sẽ không được thải trừ và tích tụ lại trong cơ thể. Khi các chất này tích tụ dưới da sẽ gây các phản ứng viêm, gây ngứa. Ngứa do tổn thương gan thường có các biểu hiện như nổi mẩn như phát ban. Vị trí ngứa có thể là ở cổ, tay hoặc toàn thân, nổi sần rải rác hoặc tập trung thành đám. 7. Buồn nôn và nôn. Gan là tuyến ngoại tiết lớn nhất của cơ thể, chịu trách nhiệm sản xuất rất nhiều các enzyme tiêu hóa khác nhau. Vì vậy, khi gan bị tổn thương, quá trình tiêu hóa bị rối loạn. Nôn và buồn nôn là những triệu chứng điển hình của chứng rối loạn tiêu hóa này. Có thể thấy được rằng, các biểu hiện nói trên không đặc trưng và sẽ bị nhầm lẫn sang các bệnh khác. Tuy nhiên, nếu có đồng thời cả 7 triệu chứng trên, thì khả năng gan đang bị tổn thương là rất cao. Khi đó, bệnh nhân nên đến các trung tâm y tế để tiến hành xét nghiệm chức năng gan, xét nghiệm sàng lọc để chẩn đoán liệu mình có phải đang bị ung thư gan giai đoạn đầu hay không. Nếu phát hiện ra mình đang bị ung thư gan giai đoạn đầu thì cần tiến hành điều trị từ sớm theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Khi đó tỷ lệ khỏi bệnh hoàn toàn sẽ rất cao. Quý vị và các bạn thân mến, người xưa nói rằng một lối sống tốt sẽ ảnh hưởng tốt đến cả đời của bạn. Một lối sống sai lầm thì cả đời bạn trượt dốc. Điều này cho đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. Nếu như chúng ta muốn khỏe mạnh, hạnh phúc trọn vẹn, buộc chúng ta phải lựa chọn và duy trì lâu dài một lối sống khoa học đúng đắn và phù hợp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc cần được giải đáp, quý vị hãy để lại comment ở bên dưới video này để được các chuyên gia giải đáp. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo của chương trình.